trường. Vâng. Nên gót chân của anh như nào, anh mô tả là trước đây như nào? Trước đây thì đi tất nó hay rách. À. bởi vì cái này nó chai quá rồi. Chưa bao giờ mình nghe nói là chai chân mà đi tất rách cầm. Đi chai tất chân hay tất thì cứ thay tháo ra thì đi lại nó nhai mà tất rách. Anh bị bao nhiêu năm rồi? Chị em bị từ ngày xưa. À đâu rồi. Sau đó anh làm như nào? Thì em xâm luôn. Sau đó anh hướng dẫn anh xâm như nào? Xâm mọi người nhìn. Anh lấy xâm này xâm luôn. Vâng. Hàng ngày xâm. Rảnh nào xâm. Rảnh lúc nào thì xâm. Rảnh nào xâm. Rồi. Không cần phải làm gì cả. Ok. Sau bao lâu thì kết quả nó được như này? Đây là sau 3 tuần đấy. Sau 3 tuần. À. Bây giờ sao rồi? Bây giờ thì nó mềm, sờ nó trơn nè. Sờ trơn. Vẫn còn thôi nhưng mà. Sao đi tất là không sợ rách nữa. Đi tất không rách nữa. Đấy là tiết kiệm khá là tiền tất. Ngoài ra anh còn làm gì nữa không? Thế thôi. Chẳng làm gì. Mỗi sâm không? Mỗi sâm không. Ngày sâm bao nhiêu lần? Rảnh nào thì sâm. Ngày sâm 2-3 lần, 4 lần. 2-3 lần, 4 lần. Lúc thì ngồi chẳng làm gì thì sâm. Hay quá nhỉ. Bây giờ mềm rồi đúng không? Sâm thì cứ không hạn chế. Cứ sâm thoải mái. Ok, rồi, thank you.